bôi cho dễ vào. Ra bài tập xong, cô giáo thấy một học sinh loay hoay một lúc, rồi nhổ nước bọt vào tay, xoa lên đầu, lấy làm lạ. Cô giáo hỏi, sao con không làm bài hả? Mà lại bôi nước bọt lên đầu để làm cái gì? Em học sinh lúng túng trả lời, dạ thưa cô, vì bài tập khó quá, con chưa nghĩ ra. Đêm ngủ, con thường nghe mẹ nói với bố rằng, bôi một ít nước bọt lên đầu, cho dễ vào. Nên con bắt chước cho kiến thức vào đầu để làm bài đấy hả? Chia sẻ cách làm giàu. Đã từng thất nghiệp nhiều năm, nghèo thì khổ, người yêu bỏ, bạn bè xa lánh, khinh thường. Tôi nằm vắt óc suy nghĩ, phải làm giàu, phải giàu bằng cách làm chân chính mới được. Tôi quyết định vay mượn tiền người thân để kinh doanh, mua bán nhà. Và tôi đã thành công, tôi mua một thì bán lời được hai hoặc ba. Hơn 10 năm qua, tôi đã quá giàu rồi. Bây giờ tôi nghỉ kinh doanh và xin chia sẻ kinh nghiệm. Lúc đầu tôi vay mượn chỉ được 300 triệu. Tôi mua căn nhà 300 triệu, bán được 800 triệu. Mua căn 600 thì bán được 1,2 tỷ. Và cứ thế, mua 2 tỷ, bán được 4 tỷ, 5 tỷ. Mua 5 tỷ, bán được 10 tỷ. Và đây là bí kíp. Mua được căn nhà đầu tiên, tôi đi đặt cái bảng bán nhà. Sáng sớm, tôi treo bảng trước cửa xong, vào nhà trang điểm và ăn mặc thật đẹp để chờ khách. Một ông khách chạy qua thấy nhà treo bảng bán nhà, ghé lại bấm chuông. Chị bán nhà phải không? Giá bao nhiêu vậy chị? Tôi nói sau khi khách xem qua nhà. Dạ, được hơn 600 triệu, tôi mới bán đấy anh ạ. Khách lại nói, chị có nói quá không? Nhà này chỉ tầm 300 triệu thôi chị ạ. Tôi nói, tôi mới mua 600 triệu đấy anh ạ. Tính mua để ở, nhưng nhà này bị ma ám, nên tôi phải bán gấp. Khách tò mò, sao cơ? Chị nói sao? Chị kể tỉ mỉ cho tôi nghe có được không ạ? Tôi kể, à, căn nhà này họ mua ở cứ được mấy ngày là vợ chồng lại cãi nhau. Vài bữa sau là vợ bỏ đi mất tích luôn. Đã mấy đời chủ rồi, toàn như vậy cả đấy. Ông khách nghe vậy thì reo lên, ôi, thế thì để tôi mua, tôi trả cho chị 800 triệu nhé. Tôi đặt cọc cho chị luôn hôm nay, chị làm thủ tục sang tên để giao nhà cho tôi thật sớm nhé. Cứ vậy, khách là đàn ông trung tuổi, tôi nói vợ bỏ đi. Đàn bà đến mua, tôi nói chồng bỏ đi. Nếu hai vợ chồng đến mua, tôi thăm dò xem ai là chủ tài khoản gia đình. Tôi nói nhỏ với người đó. Cứ thế, chỉ một số vốn ban đầu 300 triệu, một cái bảng bán nhà và câu thần chú nhà bị ma ám mà tôi giàu lên rất nhanh. Sao không dùng? Trong một cửa hàng mỹ phẩm, cô nhân viên có nụ cười rất tự nhiên đang quảng cáo sản phẩm. Đây là loại mỹ phẩm chất lượng cao cấp. Những người xấu một thời gian dùng mỹ phẩm này có thể xinh đẹp ra. Có cô khách đứng xem thắc mắc, thế sao chị không dùng cho xinh ạ? Nói ít. Trong giờ nghỉ trưa, hai anh bạn ngồi tán gẫu với nhau. Một anh hỏi, này, cậu có biết phụ nữ nói ít nhất vào tháng mấy không? Người kia trả lời, vào tháng 2, vì tháng 2 là tháng ngắn nhất. Còn cậu có biết tại sao đàn ông lại tặng quà cho phụ nữ vào tháng 3 không? Không. À, đó là để cảm ơn cho tháng 2 đấy. Khoe, nhân dịp Tết, bạn học cũ hẹn nhau tổ chức một buổi họp mặt đầu năm mới. Vừa ngồi xuống chưa kịp hỏi thăm,
Mọi người đã tranh nhau nói, người thì khoe mới tậu căn chung cư vài tỷ, người thì khoe rằng vừa mua được miếng đất đẹp cho con, người thì bảo vừa tậu được con xe bốn bánh đời mới. Thấy một anh bạn ngồi ở góc bàn im lặng không nói gì, cả bọn nhao nhao hỏi, này, cậu có gì mới không? Anh bạn ngồi ở góc bàn tháo giày ra, đứng dậy và kéo hai ống quần lên. Mọi người ngơ ngác hỏi, cậu làm cái gì vậy? Lúc đó, anh bạn mới chậm chậm nhìn xuống đôi chân mình rồi từ tốn nói, thì họp mặt đầu năm mà mọi người chẳng hỏi thăm nhau gì cả, toàn khoe nhà, khoe đất, xe pháo. Các cậu có những thứ đó thì đã là gì? Còn tớ, tớ có tất. Táo ngon. Có một ông vua ngồi trong hoàng cung và nghe thấy tiếng dao ngoài cửa sổ. Táo nào? Táo ngon đây. Nhà vua nhìn thấy một ông già với một chiếc xe đầy bán táo và xung quanh đám đông người tranh nhau mua. Vua thấy thèm ăn hoa quả, bèn gọi quan nhất phẩm đến và nói, đây là 5 đồng tiền vàng, hãy đi mua táo cho ta. Quan nhất phẩm cho gọi quan cửu phẩm và nói, đây là 4 đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua táo. Quan cửu phẩm gọi cho quan bổ lễ và nói, đây là 3 đồng vàng, hãy chạy đi mua táo. Quan bổ lễ gọi cho đội trưởng thị vệ và nói, đây là 2 đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua táo. Đội trưởng thị vệ gọi cho một người lính canh và nói, đây là 1 đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua táo. Tên thị vệ bước ra và tóm cổ ông già. Này, ông đang hò hét cái gì vậy hả? Đây là chợ hay là hoàng cung? Xéo khỏi đây ngay, tịch thu hết táo bây giờ. Thị vệ quay trở về rồi nói, đây, thưa đội trưởng, một món hời, 1 đồng tiền vàng, được 1 nửa xe táo nhé. Đội trưởng đi đến quan bổ lễ rồi nói, đây, thưa ngài, 2 đồng tiền vàng, được 1 bao tải táo. Quan bổ lễ đến gặp quan cửu phẩm rồi bảo, đây, 3 đồng tiền vàng, được 1 túi táo. Quan cửu phẩm đến gặp quan nhất phẩm rồi bảo, đây, 4 đồng tiền vàng, được 1 nửa túi táo. Biết làm sao được, thưa ngài, lạm phát mà. Quan nhất phẩm xuất hiện trước mặt nhà vua rồi bảo, đây, thưa bệ hạ, như ngài đã ra lệnh, 5 quả táo đây ạ. Chúng thần phải tranh giành mãi mới mua được những quả ngon nhất để dâng lên bệ hạ đấy ạ. Nhà vua ngồi trong cung điện và nghĩ, 5 quả táo, 5 đồng tiền vàng. 1 quả táo, 1 đồng tiền vàng, mà dân chúng vẫn tranh giành để mua. Vậy cần phải tăng thuế táo mới được. Có một ông bác nọ chết bất đắc kỳ tử, hưởng dương 53 xuân. Bà vợ ông ấy nói, may quá, đúng lúc vỡ nợ ông ấy lại chết, nên tôi được mấy trăm triệu bảo hiểm để trang trải nợ nần. Chủ nợ thì vui vẻ kể, tôi cũng may ông ấy chết, đâm ra tôi đòi được gần 200 triệu tiền nợ. Chủ hãng tổ chức đám ma hỉ hả đang ế ẩm, tự nhiên có việc làm. Nhân viên bảo hiểm thì tự nhủ, đang hết tiền, tự nhiên kiếm được mấy triệu hoa hồng. Dân làng thì hào hứng, đám ma mà cỗ to thế. Thành phần không đứng đắn, có một bà quá chồng, nửa đêm chạy đến đồn công an trình báo khẩn cấp. Thưa cán bộ, tôi bị hấp diêm. Cán bộ trực ban với giọng ngái ngủ hỏi, thế nó hiếp chị như thế nào? Hãy kể lại sự tình cho cán bộ nghe xem. Dạ, đầu tiên nó đột nhập vào phòng qua cửa sổ. Tôi biết nó là thành phần không đứng đắn, nhưng cứ để im xem nó làm gì. Tốt, bà biết đối phó tình huống. Đêm khuya,
Bọn trộm cướp hay làm bừa lắm đấy. Dạ, sau đó thằng ăn trộm lục soát đồ đạc xong, nó tiến lại người tôi sờ mó lung tung. Tôi biết nó là thành phần không đứng đắn, nhưng cứ để im xem nó làm gì. Thằng đó láo nhỉ. Nó dám cả gan thật. Tội xâm phạm thân thể người khác là và trộm cướp. Cái này bắt được là đi tù mọt gông cái chắc. Bà kể tiếp đi xem nào. Dạ, nó còn cởi hết quần áo của tôi ra. Tôi biết nó là thành phần không đứng đắn, nhưng cứ để im xem nó làm gì. Bà thật là dũng cảm. Sau đó, hắn bỏ cái ấy vào người tôi. Tôi biết nó là thành phần không đứng đắn, nhưng cứ để im xem nó làm gì. Rồi đêm nhiều đêm liền, hắn cứ liên tục đột nhập vào phòng tôi làm chuyện ấy. Nguy hiểm quá. Thế bà đồng ý quan hệ với nó. Vậy sao bà còn đến đây để trình báo hả? Dạ, thưa cán bộ, cả tuần nay em không thấy nó đến nữa. Em biết nó là thành phần không đứng đắn, nên em tới trình tố cáo để các anh truy tìm và bắt nó hộ em ạ. Số đỏ số đen. Vừa đi làm về, thằng em gọi điện bảo ra ngồi uống nước với em ấy vài chén. Em mới đang chán đời quá. Ra đến nơi, mình lo lắng hỏi, thế có việc gì? Anh ơi, đời em khổ quá. Con vợ em nó cuỗm hết tiền của em rồi bỏ đi. Úi giời, tưởng gì? Thế thì có gì mà khổ? Anh đây này, còn khổ hơn vạn lần mày. Vợ anh nó cũng cuỗm hết tiền của anh mà mấy chục năm nay nó có thèm bỏ đi đâu. Đời anh còn khốn khổ hơn mày nhiều. Mẹ nhận được rồi con ạ. Bà cụ Lệ vốn ở một mình. Cụ có ba thằng con thì chúng nó ra tình lấy vợ rồi ở đó cả. Chồng chết sớm. Bà ở vậy lủi củi nuôi lũ con nghịch như quỷ sứ. Chúng nó dần khôn lớn thì lưng bà cũng ngày một còng. Từng thằng lấy vợ thì bà lại lần lượt bán vườn bán đất để mua nhà trên tỉnh cho chúng nó. Thằng út lấy vợ thì cũng là lúc bà bán mảnh vườn còn lại. Giờ bà ở nhờ mảnh đất của thằng cháu họ xa và trông vườn tược cho nó. Cũng có lúc người ta khuyên bà lên tỉnh ở với con, nhưng bà không muốn. Bà để ý mấy đứa con dâu, chả đứa nào muốn bà ở cùng. Mấy thằng con trai thì sợ vợ, nên cũng chả ai đón bà lên. Trưa nay, đang nằm thiêu thiêu ngủ, bỗng thằng cháu họ phi xe máy về hớt hải gọi. Bác ơi, có tin của anh cả. Bà nhòm dậy, thằng cháu mở cái điện thoại to bằng cái bàn tay đưa cho bà xem. Bà cầm và hỏi, thế thằng cả đánh điện về đấy hử? Không phải, anh ấy chúc bác ngày mùng 8 tháng 3 trên Facebook. Cháu sợ bác không có điện thoại nên vội cầm về cho bác xem. Khổ, cha mẹ sinh đẻ mà biết cái Facebook là cái gì đâu. Nên bà mới hỏi, thế nó nhắn tin gì hả cháu? Dạ, anh ấy viết, nhân ngày 8 tháng 3 con chúc mẹ và các chị em phụ nữ ngày càng khỏe mạnh, xinh đẹp. Và bên dưới là hình ảnh một lãng hoa rất đẹp ạ. Khổ, bà lão cũng biết ngày 8 tháng 3 nó liên quan đến phụ nữ. Nhưng có bao giờ mấy đứa con bà nó chúc mừng bà lấy một câu đâu. Nay nó lại chúc mẹ lên cái Facebook, bà cảm động lắm. May mà thằng cháu lại có Facebook cho bà xem. Bà lặng đi một lúc rồi bảo thằng cháu, mày cho bà xin cuộc điện thoại cho thằng cả. Cũng lâu rồi nó không gọi về. Sau một hồi nhạc, nghe giọng thằng cả, bà mừng quá, reo lên. Cả đấy hả con? Mẹ nhận được rồi. Nhận được cái nhời mày chúc mẹ trên Facebook ấy. Bố nhà anh đọc mà thấy tình cảm gớm.
có ba công nhân vừa bước vào nhà tù, hỏi nhau vì sao bị tù. Người thứ nhất nói, ngày nào tôi cũng đi muộn 10 phút, họ bảo tôi đã phạm tội phá hoại. Người thứ hai bảo, ngày nào tôi cũng tới sớm 10 phút, họ bảo tôi là gián điệp. Người thứ ba thì nói, ngày nào tôi cũng đến đúng giờ, họ bảo tôi có đồng hồ ngoại. Mosca, những năm 1970, mùa đông giá rét, có tin đồn là ngày hôm sau cửa hàng bán thịt số 1 sẽ có thịt. Ngày hôm đó, trước cửa hàng đã có hàng chục người với áo khoác ấm, giày cao cổ, rượu và bàn cờ đứng thành hàng dài. Lúc 3 giờ chiều, một người bán thịt đi ra và nói, thưa các đồng chí, Ban chấp hành Trung ương vừa gọi xuống, thông báo rằng không đủ thịt bán cho tất cả mọi người, vì vậy mà dân Do Thái nên về nhà. Dân Do Thái nhẫn nhục bước ra khỏi hàng, những người khác tiếp tục đợi. Lúc 7 giờ tối, người bán thịt lại bước ra và nói, thưa các đồng chí, Ban chấp hành Trung ương vừa gọi xuống, thông báo rằng hóa ra là không có thịt, vì vậy mọi người nên về nhà. Đám đông tản ra, vừa đi, họ vừa lẩm bẩm, bọn Do Thái khốn nạn, lúc nào cũng gặp may. Ngày 25 Tết, nhà hàng xóm có thằng con bất trị, lô đề bóng bánh thua tha, vay họ vay hàng rồi trốn, anh em giang hồ chậu tre đến đòi nợ, dọa dẫm, chơi bới ầm ĩ. Ông bố trả nợ cho mấy lần nên cũng dạn và cũng chán. Chúng mày tìm nó mà đòi. Tao không nợ chúng mày. Tết nhất không có tiền. Chúng mày làm gì thì làm. Ông không trả thì đừng có trách. Đêm hôm ấy, trước cửa nhà ngập cứt và dầu luyên. Đến sáng 26 Tết, ông già lũi cúi cùng vợ dọn dẹp cái cửa. Hàng xóm nhìn ái ngại. Ông hối bà ra mua một hộp sơn đỏ, một hộp sơn vàng. Chẳng hiểu gì, bà cũng lóc cóc ra đầu phố mua về. Ông già sơn ngay hình quốc kỳ lên cửa. Ngày 26 Tết, anh em giang hồ lại đến, lại dọa. Ông không trả, mùng 1 tôi cho nhà ông đầy cứt. Ông già nóng mắt, tào thách chúng mày đấy. Sáng 27 Tết, cánh cửa mới sơn quốc kỳ đầy cứt và dầu luyên. Công an phường vào làm việc, check camera, lập biên bản. Chiều 27 Tết, hơn chục anh em giang hồ bị bắt lên phường. Có lẽ bị truy tố tội xúc phạm quốc kỳ và gây rối trật tự công cộng. Ông già thầm phết. Ngày 28 Tết, ông bà cụ ung dung dọn nhà cửa để đón Tết mà không còn lo lắng gì bọn xăm trổ phá rối nữa. Và hôm nay đã là 29 Tết. Cẩn thận tháng cổ mật. Bữa trước, tôi sang nhà thằng bạn chơi, gặp đúng lúc vợ nó đang ngồi giảng háng nhổ lông nách. Lông nách vợ nó rậm lòa xòa, trông rất kinh. Thế mà thằng bạn tôi lại có vẻ thích và không muốn nhổ cho vợ. Nó cau mày bảo, của người ta sơ dối, trẻ ngọn và đỏ quạch thì mới phải tẩy, phải nhổ. Của vợ suôn mượt như thế, nhổ đi là phí đấy. Vợ nó nghe vậy cười hi hí và thôi không nhổ nữa. Rồi vợ nó thay quần áo định đi đâu đó. Tôi thấy vợ nó đứng trước gương, lấy mấy cái khăn nhét vào cóc xê, giọng buồn buồn. Ngực em nhỏ quá. Thằng bạn tôi lại gạt đi, vớ vẩn. Ngực vợ như vậy là vừa với vóc người là cân đối rồi. Chứ to mà làm gì? To như ngực cái Linh hàng xóm ấy à? Hôm trước đi leo núi, cúi hơi quá đà, ngực nó kéo lộn cổ xuống vực, giờ vẫn đang nằm ở Việt Đức kia kìa. Vợ thằng bạn nghe vậy cũng không nói gì nữa, chỉ hơi khẽ mỉm cười rồi lại sờ sờ xuống bụng rồi bảo,
Bụng em to quá. Thằng bạn tôi lại cười bảo, đàn bà bụng bự mới dễ thương, đàn ông bụng bự tiểu đường như chơi. Bụng vợ như thế là mũm mĩm, đáng yêu lắm rồi. Vợ nó nghe vậy lại hơi khẽ mỉm cười, đến thơm chụt một phát vào má chồng rồi tung tẩy chạy đi. Đợi cho vợ nó đi khỏi rồi, tôi mới tủm tỉm nhìn thằng bạn, giọng ngưỡng mộ. Các cụ phán cấm có sai, cái đẹp nằm trong mắt kẻ si tình, đã yêu thì nhìn đâu cũng thấy đẹp nhỉ. Thằng bạn đang uống nước thì đập cạch một cái chén xuống bàn, giọng ngậm ngùi. Si tình cái gì? Rút kinh nghiệm bữa trước, vợ ta nó soi gương, xong kêu là, anh ơi, răng em hơi vâu. Ta bảo, hơi vâu đéo đâu, là quá vâu mới đúng. Vậy mà hôm sau vợ tao nó đi thẩm mỹ đập hết răng rồi làm lại bộ mới, mất tòi gần 100 triệu. Vừa rồi tao mà lỡ gật công nhận là lông nách vợ dài hoặc là ngực vợ nhỏ hay bụng vợ to thì vợ tao sẽ ngay lập tức đi tẩy lông, bơm ngực, hút mỡ bụng, đi tầm mấy 100 triệu ấy chứ. Tết nhất đến nơi rồi, phải nâng cao cảnh giác đề phòng để cho con cái và gia đình có được cái Tết no ấm. Thằng bạn tôi nói phải, gần Tết là thời điểm cực kỳ nhạy cảm, không chỉ có vợ trong nhà mà kể cả khi đi mua sắm ở ngoài cũng vậy, sơ sẩy phát là vỡ mồm ngay. Ghen, chuyện kể rằng một ông già Noel hẹn với vợ sẽ đi phát quà về sớm để tổ chức Giáng sinh cho vợ. Tuy nhiên, trong quá trình phát quà, ông gặp quá nhiều fan hâm mộ nữ xinh đẹp chân dài nên về rất trễ. Về đến nhà, thấy vợ đã ngủ rồi, ông rón rén chui luôn lên giường, làm một giấc đến sáng. Và dưới đây là đoạn hội thoại của họ vào buổi sáng ngày hôm sau. Bà già Noel hỏi, thế hôm qua ông về lúc mấy giờ? 10 giờ. Này, ông đừng có lừa tôi đấy nhé. Lúc ông mở cửa, tôi nghe đồng hồ quả lắc kêu một tiếng, có nghĩa là 1 giờ đêm ông mới về đấy nhé. Tôi về 10 giờ thật mà, bà chẳng hiểu gì cả. Đồng hồ gõ một tiếng là đúng rồi. Bà thấy có cái đồng hồ nào biết gõ thêm số 0 chưa? Bà già Noel quát, thôi, đừng có quanh co nữa. Nói mau, tối hôm qua làm gì mà về trễ? Hơn nữa, trên áo ông còn dính son môi nữa kìa. Ông già Noel mếu máo, không phải là vết son đâu, mà đó là vết máu đấy. Lúc tối bước vào cổng, tôi bị một gã nào đó nện cái ống nước vào đầu và cướp hết các thứ. Bà không tin thì ra xem bầy tuần lộc cũng bị thương kìa. Bà già Noel nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm. Thế hả? Thế cái thằng đấy là cướp đấy. May là ông gặp nó đúng 1 giờ đấy. Thôi ngủ tiếp đi, tôi cũng mệt quá rồi. Tệ bạc. Đã mấy tháng rồi tôi không gặp hắn. Đùng một cái, chiều hôm qua hắn đến chơi, pha ấm trà tôi mời hắn rồi hỏi, thế mấy lâu cậu đi đâu mà tôi không gặp? Thì kiếm ăn mà bác, em sang làm bên Trung Quốc. Thế sao lại nhanh về thế? Hắn trầm ngâm một lát rồi nói, không sang thì không biết đâu bác ạ. À, thế có việc gì hả chú? Hắn cười rồi nói tiếp, hồi trước em xuất khẩu lao động ở bên Nhật, ở bên đó đất nước họ giàu có, cuộc sống của người dân đầy đủ ấm no và yên bình, đồng tiền được gọi là đồng yên. Làm một hớp trà, hắn khà một cái rồi lại tiếp, còn sang bên Tàu, đất nước của anh bạn bốn tốt, 16 chữ vàng, bác biết không? Nó khốn nạn từ trên xuống dưới, từ thằng quan cho tới thằng dân. Một đất nước bẩn thỉu, con người chỉ chăm chăm muốn chiếm đoạt của người khác làm của mình, nên đồng tiền
đó gọi là đồng tệ. Đến đây, hắn ngừng lại với vẻ mặt đăm chiêu. Thấy vậy tôi hỏi, sao thế chú? Hắn chép miệng rồi nói, bác ạ, à, còn đất nước chúng ta nghèo khổ, đời sống dân còn nhiều khó khăn, quan trên thì tìm mọi cách để vơ vét. Họ làm theo kiểu vặt lông vịt, khi đầy chặt túi rồi, họ lại nhón tay đóng góp xây chùa chiền, đức tượng để rửa những đồng tiền bẩn thỉu. Đúng là xô người ta ngã xuống sông, giang tay cứu vớt để hòng tạ ơn. Nên đồng tiền được gọi là đồng bạc. Tôi lặng im nghe hắn nói, càng ngẫm nghĩ càng thấy đúng. Chỉ trách các quan trên lúc nào cũng muốn hợp tác với Tàu để hợp nhất đồng tiền gọi là tỷ bạc. Một cô gái sống trong một túp lều nghèo nàn cùng con chó nhỏ, đã quá tuổi lấy chồng mà vẫn không ai thèm để ý, nên cô vẫn chưa biết thế nào là hương vị ái tình. Cô đang than thở cho số phận hầm hiu của mình, thì có một bà tiên hiện lên và cho cô một điều ước duy nhất. Cô mừng quá, vội vàng ước cho con chó nhỏ của mình trở thành hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Tức thì, ngay chỗ con chó đang nằm, bỗng hiện lên chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai, làm cô gái gần như ngất lịm vì sung sướng. Trong lúc nàng đang mơ màng, nghĩ đến một hạnh phúc vô bờ với chàng hoàng tử đẹp trai, thì chàng bước tới, ghé vào tai cô thì thầm, bây giờ cô thấy hối hận vì đã đem tôi đi thiến chưa? Xin thêm phấn, một buổi sáng đầu năm, có một người nông dân ở một làng nọ gặp cha xứ đang đi trên đường. Người nông dân lễ phép, chào cha ạ. Cha xứ trả lời, chào đứa con của quỷ Sa Tăng. Thưa cha, xin cha ban phước lành cho con ạ. Vì đêm qua, con mơ thấy... Cha xứ ngắt lời, tôi không quan tâm tới những giấc mơ của kẻ khác đâu. Dạ, nhưng con mơ thấy những điều về cha ạ. Thật vậy sao? Thế anh kể đi xem nào. Thưa cha, con mơ thấy con chết và đang đi lên thiên đàng ạ. Cha xứ kêu lên, thiên đàng ư? Anh không bao giờ lên thiên đàng được vì anh có đi lễ nhà thờ đâu. Dạ, lạy cha, thật ạ, con được lên thiên đàng. Con thấy một cái thang rất dài và một thiên thần đứng ở dưới chân cầu thang. Thiên thần đưa cho con một cục phấn rất to, rồi bảo, mỗi bước lên cầu thang phải đánh một chữ thập. Mỗi dấu thập ấy là tội lỗi mà con đã phạm phải ở trần gian. Khi nào thấy hết tội thì mới thôi làm dấu và cứ thế tiếp tục đi lên ạ. Sau khi con đã đánh rất nhiều dấu và leo lên khá xa, thì con trông thấy một người đàn ông đang đi xuống. Con rất ngạc nhiên vì người ấy chính là cha ạ. Là tôi sao? Tại sao tôi lại đang ở đấy? Thưa cha, đấy là điều mà con ngạc nhiên đấy ạ. Con đã hỏi cha và cha trả lời là tao xuống xin thêm phấn. Tàu điện ngầm giờ cao điểm, bỗng có giọng đàn ông thất thanh. Cứu với, thằng con tôi chẳng may nuốt phải đồng 5 xu rồi, nó sẽ chết mất thôi. Có một người phụ nữ to béo, liền rẽ đám đông vây quanh, tiến đến, tóm lấy trứng của kẻ không may, bóp mạnh. Thằng bé kêu á á, rồi nôn bắn ngược đồng 5 xu ra ngoài. Ông bố hỏi đầy kính cẩn, bà giỏi quá. Chắc có lẽ bà làm việc bên bộ phận cấp cứu có phải không? Bà đáp, không, tôi làm bên cơ quan thuế. Thái độ thái quá. Tại phiên tòa, quan tòa nói với bị cáo rằng anh đã bị buộc tội say rượu và hò hét
gây mất trật tự cho hàng xóm lúc đêm khuya. Bị cáo liền phân bua: Thưa tòa, tòa thông cảm cho hoàn cảnh của bị cáo ạ. Vì vợ bị cáo mới bỏ nhà đi. Quan tòa án gật đầu nhẹ nhàng rồi nói: Tòa hiểu, nhưng bị cáo không được bày tỏ niềm vui của mình theo cách như vậy. Cô giáo đưa các cháu mẫu giáo đi dã ngoại ở nông thôn. Một bé thấy con gà trống cắn đầu con gà mái và đạp trên lưng, liền hỏi cô giáo: Cô ơi, con gà trống làm gì thế cô? Cô giáo bảo: Chúng nó cãi nhau đấy. Lúc ấy, có một anh nông dân gần đó liền nói rằng: Không phải đâu. Cô giáo liếc một cái và nói: Ai hỏi anh mà anh làm khôn? Anh nông dân mới đáp: Ơ, cô này lại muốn cãi nhau với tôi à? Hạt mít luộc. Hôm nay, trong lúc lang thang trên mạng để tìm ảnh minh họa cho bài viết, tôi vô tình tìm thấy một bức ảnh mà cứ nhìn nó, tôi lại bấm bụng cười thầm. Chuyện chả là như thế này. Dạo đó, ở cái thời học sinh đói khó, nhìn thấy cái gì cũng thèm, nhất là những hàng quà vặt bán cho học sinh ở cổng trường. Có một món quà mà tôi nhớ nhất ngày ấy, đó là món hạt mít luộc. Mùa nào thức ấy thôi thì đủ cả. Đến mùa mít thì y như rằng ở cổng trường lại xuất hiện mấy bà, mỗi bà một mẹt hạt mít luộc để mời chào học sinh. Thời đó, chúng tôi đi học đến lúc ra chơi giữa giờ, thường bụng đứa nào cũng đói meo. Có được mấy hào trong túi thì phi ngay ra cổng trường để mua quà. Và dĩ nhiên, cái món hạt mít luộc luôn là món được học sinh chúng tôi rất ưa thích. Và vì nó làm cho cái bụng no được ngay. Chưa kể lúc đói, cái vị bột ngọt ngọt bùi bùi của nó nữa chứ. Thật đúng là như người ta nói bây giờ, ngon, bổ, rẻ, mà lại vừa túi tiền học sinh. Tôi nhớ ngày đó, chỉ khoảng một hào là được một gói to hạt mít luộc nóng hổi, cuốn hình con sâu, kèm bằng giấy báo. Đứa nào cũng thế, đang cơn đói, thế là thi nhau mua để ăn. Chuyện tưởng chỉ có như thế thì cũng chẳng có gì mà phải kể. Nhưng khổ một nỗi là sau khi ăn vào, ngồi trong lớp học, nó mới nên chuyện. Thời đó, đi học lớp nào cũng đông, sĩ số có khi lên tới 55-60 học sinh một lớp. Bàn ghế không đủ, bàn học sinh ngồi 5 người, có khi phải nhồi thêm một đứa nữa là 6. Chật như nêm cối, đến mức chẳng còn đủ chỗ mà kê quyển vở để viết, chứ đừng nói là cựa, quậy. Đã thế, thầy giáo lại còn xếp chỗ ngồi xen kẽ để tránh nói chuyện nữa chứ. Thật là khốn khổ. Lại nói đến cái chuyện hạt mít luộc mà đứa nào cũng làm một gói to, ăn ngấu nghiến lúc giờ ra chơi. Đến khi vào lớp, bụng đứa nào cũng đầy hơi đến tận cổ. Và lẽ dĩ nhiên là sẽ xảy ra những vụ nổ bom nguyên tử liên tiếp mà ai cũng sợ, nhất là bọn con gái. Thôi thì đủ cả, bom nổ chậm cũng có, bom xịt lại càng nhiều. Lắm đứa không chịu được nhiều khi nổ cả bom B-52. Mà cái thói lạ, khi một đứa nổ thì đứa kia cũng automatic nổ theo. Thành ra, bom nổ cứ như là giải thảm ở phố Khâm Thiên Noel năm 72 không bằng. Mà dĩ nhiên, là cái loại bom này nó không gây chết người, nhưng nó lại để lại một hậu quả rất nguy hiểm, nhất là cái loại bom được sản xuất từ hạt mít luộc. Đầu tiên là một đứa khai trương, khoảng nửa phút sau, khi cái mùi nó bốc lên, thì nó ngồi im làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, mặc cho những đứa khác đang ngắc ngoải kêu lên. Thật đúng là dám ai vừa mũi người ấy. Nhưng chỉ một lúc chúng tôi phát hiện ra ngay, và thế nhặng hết cả lên vì cãi nhau.
Đến mức độ có hôm thầy giáo phải ghi tên mấy đứa vào sổ đầu bài. Có đứa lại cao thủ hơn, khi thả bom xong, nhìn mấy đứa con gái cười nhăn nhở để đổ vấy cho chúng, rồi học lên kêu thối. Mấy đứa con gái thì cũng chẳng vừa, tức điên lên và ngượng chín mặt phân bua với mấy cậu kia. Nhưng về sau, vụ việc cũng bị bại lộ và phơi bày ra ánh sáng, đúng là loại gà đẻ gà cụ tác. Như thế, trong suốt cả tiếng học, cãi nhau ầm ĩ chỉ vì mấy cái hạt mít luộc. Có bận ầm ĩ quá, thầy giáo điên tiết rồi đuổi cả lũ ra ngoài. Thế mà đâu có sợ, đến giờ nghỉ, đứa nào cũng lại cầm trong tay một gói hạt mít luộc để ăn, rồi vào trong lớp lại tiếp tục cái trò thả bom rồi đùa nghịch với nhau. Thật là mất trật tự và làm ảnh hưởng đến người khác trong lớp. Một kỷ niệm khó quên của tuổi học trò. Con làm tiến sĩ. Gia đình có người ông và người cháu làm tiến sĩ. Người cha không có bằng cấp gì nên thường bị hai ông cháu chê bai. Một hôm trong bữa cơm, người cha bị nói nhiều nên ức chế, đập bàn, chỉ thẳng con rồi quát: "Bố mày có bằng tiến sĩ như bố tao chưa?" Thằng con trai ngồi im, người cha được thế lại quay sang mắng ông cụ: "Thế con ông đã có bằng tiến sĩ như con tôi chưa mà ông nói nhiều thế?" Ta chỉ muốn tránh xa. Thiền sư, dạo này con phát hiện mình càng ngày càng chán phụ nữ, chỉ có hứng thú với đàn ông. Xin thiền sư hãy giúp con. Thiền sư không nói không rằng, nhảy lên nóc nhà. Chàng trai hồ hởi đáp: "Ý thầy là con nên nhìn cao trông rộng, không cần câu nệ tiểu tiết đúng không ạ?" À? Thiền sư đáp: "Không, ta chỉ muốn tránh xa con chút thôi." Ngẫm. Một cô gái xinh đẹp hỏi một chàng trai: "Anh có thấy em xinh không?" "Có chứ." "So với người yêu anh thì sao nào?" "Em xinh hơn nhiều." "Anh có thích em không?" "Ừ, có." "Anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không?" "Ừ, anh biết." "Vậy sao anh không chọn em?" "Em biết mà, anh đã tìm được một nửa của mình rồi." "Thì sao chứ? Em xinh hơn người yêu anh, trẻ hơn người yêu anh, và em tin em yêu anh chẳng kém gì người yêu anh hết ý. Nếu như anh bỏ người yêu anh mà chọn em, sau này lại có một người như em xuất hiện, cũng trẻ hơn em, xinh hơn em, làm tất cả vì anh, yêu anh thì sao nào?" Kết luận, đừng tìm một người hoàn hảo nhất để yêu, mà hãy yêu người giúp bạn trở nên hoàn hảo hơn. Đừng run. Một bà góa phụ trẻ bảo với con gái rằng: "Này con gái, con lên nhà trên chào người ta đi. Người ta là Việt kiều Mỹ mới về thăm quê và muốn biết mặt con đấy." Cô gái liền đáp: "Mẹ ơi, ông ấy đẹp trai và sang trọng ghê. Con run quá à?" "Có gì mà run, trước sau gì thì người ta cũng là bố của con mà." Không nên câu cá với vợ. Sarah hớn hở khoe với hàng xóm: "Tôi mới đi câu cá với chồng đấy." Bà hàng xóm trầm trồ: "Tuyệt quá. Cuối tuần được thư giãn như thế thì còn gì bằng nữa. Buổi câu thế nào?" "À, chồng tôi không ngừng cằn nhằn. Nào là tôi thả câu không đúng cách, dùng mồi sai cách, ồn ào và không có tố chất câu cá." Sarah thao thao bất tuyệt, trong khi bà hàng xóm trố mắt nói: "Ôi trời, bị chồng chê như thế mà chị vẫn vui vẻ như vậy sao?"
Sarah hào hứng tiếp. Sao lại không? Khi kết quả số cá tôi câu được gấp 3 lần của lão ấy, té ra là ông ta chỉ nói lý thuyết là giỏi, mải mê dạy vợ, ồn ào nên cá sang hết bên tôi. Tình yêu lâu dài. Trong một cuộc phỏng vấn những cặp vợ chồng hạnh phúc tiêu biểu, phóng viên hỏi, có đúng là cuộc tình của anh chị kéo dài đến 15 năm mới đi đến hôn nhân không ạ? À? Đúng thế, chúng tôi yêu nhau chính xác là 15 năm, 2 tháng, 1 ngày. Vậy anh chị làm gì trong thời gian chờ đợi ấy? Chúng tôi đều lập gia đình riêng. Có một bà 65 tuổi nặng nặc đòi ly hôn bằng được với chồng mình sau 45 năm chung sống. Lúc ra tòa, tòa hỏi vì sao bà lại muốn ly hôn khi đã quá già như vậy. Chồng tôi xúc phạm tôi. Ông ấy dám bảo tôi là con hà mã yêu thương của anh ơi. Quá ngạc nhiên vì thấy hai vợ chồng già lắm rồi mà còn dùng những lời lẽ đầy lãng mạn ấy. Tòa hỏi thêm, thế ông ấy nói như vậy khi nào? Tôi không nhớ rõ lắm, chừng cỡ 42, 43 năm trước rồi. Vậy sao bây giờ bà mới đòi ly hôn? Tại tuần trước, thằng cháu ngoại chở tôi đi sở thú, tôi mới biết mặt mũi con hà mã nó ra làm sao. Nhà em bán sim card. Một hôm, có anh ăn mặc bảnh bao vào mua 5 triệu tiền card. Khi anh ấy lấy tiền trả thì bảo rằng để quên ở nhà và đưa cái iPhone 5S cho em cầm, đỡ để chạy về nhà lấy tiền. Em kiểm tra kỹ điện thoại thì em tin tưởng nên đưa card cho anh ấy và đợi anh ấy quay lại. Vậy mà đợi mãi không thấy. Khi ba em về, ông kiểm tra thì mới biết đây là iPhone Trung Quốc. Em không ngờ là con người với nhau mà anh ấy lại lừa em như vậy. May mà sấp cát em đưa cho anh ấy cũng là sấp cát đã xài rồi. Em sơn lớp bạc lại cho giống để bán cho vui thôi. Em cởi áo con nhé. Anh chồng chở xe máy đưa vợ đi phố, đang đi, vợ bỗng bảo, anh ơi, em cởi áo con nhé. Chồng bực mình mắng, em biến thái à? Ở nhà có hai vợ chồng thế nào cũng được, bây giờ đang đi giữa phố, bao nhiêu người nhòm vào. Vợ vẫn cứ nằn nỉ, nhưng nó nóng, bí bách khó chịu. Chồng gắt, bí bách gì? Nó trả lòi gần 1/3 ra ngoài đấy à? Thấy chồng không hiểu, vợ bực mình trách. Trời này mà anh bắt nó mặc mấy lớp, bảo sao nó không nóng. Anh sờ xem, nó toát hết mồ hôi rồi đây này. Nghe vợ bảo thế, chồng cua tay lại, chạm ngay vào bàn tay của thằng con ướt đẫm mồ hôi rồi bảo, ừ thôi, em cởi áo con ngay đi. Tối cơm nước xong xuôi, ngồi nói chuyện với vợ. Mình bảo, giờ mà có đứa nào nó mua anh với giá 2 tỷ, em có bán anh không? Đấy là giả sử thế thôi nhé, chứ anh nghĩ giá anh không đến mức ấy đâu. Vợ mình bĩu môi bảo, còn lâu nhé. Thế bao nhiêu thì bán nào? Không bao giờ bán. Mình nì nèo thêm lần nữa, thì bán lấy 2 tỷ mà tiêu cũng tốt chứ sao? Đỡ được bao nhiêu còn gì. Vợ mình trợn mắt. Không bán là không bán. Vì sao? Vợ e thẹn. Biết rồi mình còn hỏi. Mình sung sướng ôm vợ vào lòng thủ thỉ. Em tốt với anh quá. Từ giờ đến cuối đời, em cứ từ từ dồn tiền vào trả anh đủ 2 tỷ nhé. Anh không tính lãi đâu.
chồng người ta. Dạo nọ, có một em đêm hôm khuê khoắt hay nhắn tin cho anh. Một hôm, thủ thỉ hỏi, nếu sau này em lấy anh có chiều em không? Anh nói có. Em ấy lại hỏi tiếp, thế anh có nhớ đến ngày sinh, có tặng hoa hồng cho em không? Anh nói, tất nhiên rồi. Nàng lại hỏi tiếp, anh có xoa bụng cho em dễ ngủ không? Có đưa hết tiền lương cho vợ hay không? Hay lại ki bo, kẹt xịn, đo lọ mắm, đếm củ dưa hành như thằng chồng cũ của em? Anh nói, yên tâm đi, anh sẽ xoa bụng, sẽ đưa hết tiền lương, sẽ chiều chuộng và đưa em đi hết cuộc đời này. Em ấy gọi lại, reo ầm lên trong điện thoại, đúng là ông trời có mắt, em đã chờ được nửa cuộc đời này để may mắn gặp được người chồng tuyệt vời như anh. Anh ơi, em đang khóc anh ạ. À, lúc đấy, thật ra anh đang ngà ngà say sau độ nhậu với anh em trong đội bóng. Nhưng các em biết không, em ấy tin sái cổ rằng trên đời vẫn còn những thằng đàn ông hoàn hảo chui ra từ tiểu thuyết ngôn tình ba xu. Sáng mai dậy bảo, xin lỗi, đêm hôm qua anh say quá, anh nói phét đấy. Em ấy nghe xong khóc hơn hít, nói là anh lừa em. Anh nói, anh không lừa, nhưng trên đời này làm gì có một thằng vừa kiếm tiền giỏi, vừa siêng việc nhà, vừa lãng mạn và chăm sóc vợ đến tận răng như thế. Nếu có, nó cũng không chọn gái đã có một đời chồng dở dang. Em tỉnh lại hộ anh cái. Lại có một em kể, chồng em làm ăn trong Nam, dạo gần đây có người bắt được quả tang chồng em ấy cặp bồ với một người cùng công ty. Em ấy hỏi, theo anh, em có nên bay vào xé xác đôi gian phu dâm phụ ấy rồi chia tay không? Chứ nói thật với anh, bỏ thằng này xong, em dư sức hốt ngay một thằng giai tơ. Anh bảo, thôi em ạ, làm mà kêu nó về hoặc thu xếp vào trong ấy coi sao. Nếu không tha thứ được nữa thì bỏ đi rồi ở vậy nuôi con, chứ chồng thì về cơ bản thằng nào cũng giống nhau. Thằng nào chưa hư là nó chưa có điều kiện để hư. Thằng nào chưa ngoại tình, chưa bồ bịch, có nghĩa là nó chưa kiếm được con bồ đủ ngon hoặc ngắm được rồi, nhưng con đó không thích nó. Cái chính là vợ phải như cái dây thừng, biết lúc nào buộc chặt, lúc nào thả ra, vì nhiều khi chồng cũng như con chó. Mình sành ra là có đứa khác dắt đi ngay. Khi đó nói cho sướng mồm thế thôi. Không biết em ấy có bỏ được câu nào vào tai không. Quãng vài tháng, một hôm vào Face em nó thấy up ảnh chìa mỏ hôn nhau với chồng, kèm mấy dòng rất tình cảm. Mãi mãi như thế này chồng yêu của vợ hâm nhé, mãi yêu chồng chụt chụt. Anh ngó qua con tút ấy mà lạnh hết cả sống lưng, còn nhớ đận trước bao nhiêu mỹ tử tốt đẹp như thằng hãm tài, loại mất dạy, đồ rẻ rách, được em ấy sổ ra không thương tiếc, làm anh vừa đọc vừa mường tưởng ra một con quỷ chứ không phải là chồng của đứa con gái, trong mắt anh vốn rất thùy mị. Một em gái khá xinh thi thoảng tâm sự đêm khuya với anh, nói anh ạ, tình hình trước sau gì em cũng bỏ cái lão này thôi, em mà bỏ lão ấy, anh có chờ em không? Anh hỏi, chờ bao lâu? Em ấy bảo, khoảng 10 năm, chờ cho con nó lớn đã. Anh lại hỏi, sao bỏ? Em nó nói là sống với nó, em ấy gọi chồng bằng nó, ngột ngạt lắm. Sáng nào cũng đặt 80.000 trên bàn, cho em đi chợ, nhà hết gạo, em cũng nhắc gãy cả lưỡi, mới lóc cóc vác bì đi đong. Đã thế, đêm ngủ gáy như bò giống, ăn uống thì cứ như thuồng luồng vậy, em chịu hết nổi rồi, he he. Nghe em ấy kể về chồng mà phì cười, mới bảo em ạ, anh thì cũng thế thôi, em nhìn từ xa thấy anh lung linh thế thôi, nhưng anh cũng đầy thói xấu, thậm chí có thể xấu hơn chồng em nữa đấy. Anh cũng ngày ba bữa cơm, ăn xong hay lấy tay thò vào mồm móc thức ăn thừa rồi ý tứ bôi xuống gặm bàn. Ngày trung bình anh cũng đánh khoảng 69 quả trung tiện hoặc hơn.
tùy hôm ấy ăn món gì, dưa cải muối hay hạt mít rang, cũng nhai nhồm nhoàm như thằng chết đói. Ra đường ngó trước ngó sau không thấy ai, cũng khạc nhổ tùm lum. Thậm chí nửa đêm say rượu về đi qua ngõ, hứng lên vạch quần vừa đái vừa vẽ rồng vẽ rắn như một họa sĩ theo trường phái lập thể. Anh cũng giản dị và tầm thường như rất nhiều thằng đàn ông khác. Chỉ là em đứng quá xa và thấy anh qua lăng kính văn học lãng mạn mà thôi. Nên anh khuyên em nên tiếp tục chịu đựng đi. Trong hôn nhân, khi mà sự chịu đựng lên một tầm cao mới, ta gọi nó bằng mỹ từ rất kêu, đó là đức hy sinh đấy em ạ. Còn nếu không tiếp tục hy sinh, em có thể ra đi và đừng lặp lại sai lầm thêm một lần nữa bằng cách lấy một thằng bản sao của thằng trước, thậm chí tệ hơn rất nhiều lần. Các em ạ, chồng người ta bao giờ cũng đẹp hơn chồng mình. Cho đến khi chúng ta sống chung với nó vài năm, các em sẽ thấy hóa ra chúng đều là những đứa trẻ to đầu, mãi không lớn nổi mà thôi. Idol, ủ pa, thần tượng, chỉ có trong phim ảnh, chứ đời thực nó trần trụi lắm các em ạ. Kỳ thi đại học vừa kết thúc, một giáo viên chủ nhiệm nọ post lên Facebook rằng em nào đỗ đại học nhớ phải tạo quan hệ tốt với mấy đứa thi trượt. Sau này ra đường còn dễ xin vào làm thuê cho công ty của chúng nó. Em nào đỗ trường hạng A nhớ tạo quan hệ tốt với tụi đỗ trường hạng B. Sau này lãnh đạo ở dưới quê toàn là chúng nó cả. Em nào đỗ trường hạng B nhớ tạo quan hệ tốt với đám học cao đẳng. Chúng nó sau này là thầy dạy con cái các em đấy. Nhớ chơi thân với đám bỏ thi đại học đi lính, vì chúng sau này đều trở thành cảnh sát giao thông, công an phường với cơ động cả đấy. Đám con nhà giàu phải chơi với mấy bạn gái xinh trong lớp, vì các bạn ấy khả năng sẽ trở thành mẹ kế của các em. Một người đàn ông trung niên bước vào tiệm bánh sinh nhật và nói với cậu thanh niên tại quầy: "Tôi muốn đặt một chiếc bánh gato có viết chữ để mừng sinh nhật cho vợ tôi." "Dạ thưa anh, bánh mấy tầng ạ?" "Hai tầng," cậu ta hỏi. "Dạ, vậy trình bày như thế nào ạ?" "Cậu hãy trình bày như thế này nhé. Em không những không già đi ở phía trên mà em còn trẻ ra ở phía dưới." Cậu ta lấy bút ghi chép cẩn thận rồi nói: "Dạ, chiều anh ghé lại lấy bánh ạ? Em sẽ làm thật đẹp và cẩn thận cho anh." Buổi tối, khi khách khứa đã ngồi vào bàn đầy đủ, anh mới mang chiếc bánh đặt giữa bàn, rồi trịnh trọng mở hộp. Tất cả đều nhìn thấy dòng chữ: "Em không những không già đi mà còn trẻ ra ở phía dưới." Thơ vui, giá như. Ngồi buồn móc ví ra coi, ngăn to ngăn nhỏ, có bòi tiền đâu. Giá như tiền biết huệch nhau, mình chẳng phải nghĩ đau đầu nhọc thân, chẳng lo thiếu thốn nợ nần, chạy xuôi chạy ngược buôn gần bán xa. Chỉ việc đóng cửa ở nhà, 2 tờ 5 lít mang ra xếp hình, đẻ ra 2 lít mới tinh, lại cho 2 lít xếp hình với nhau. Đẻ ra 1 lít lâu nhâu thì chẳng mấy chốc mình thầu giàu to. Cuộc đời không giống như mơ, tiền đâu biết huỵch để mà sinh sôi. Buồn buồn móc ví ra coi, lật đi lật lại có bòi tiền đâu. Cố lên con ơi, đổi ca một lát bố ơi, thời gian giao ước hết rồi đấy nha. Lúc đầu bố hứa rồi mà, mỗi người một hiệp xem bà kia nuôi. Trời ơi, mày nói nhỏ đi, nó mà nghe thấy thì nguy bỏ bà. Cố lên tí nữa con à, đoạn hay đang đến, úi trà rõ phê. Nhưng mà bố nặng quá đi, nãy giờ con trụ
đến tê cả người. Cơ mà bố cũng nực cười, ở nhà mẹ tắm, sao thời không xem? Mẹ mày là thứ nát bem, còn đây hàng chuẩn, nguyên tem con à. Mẹ mày vừa lép vừa già, nó thì căng đét lại là còn tơ. Thôi đi, bố xạo lắm cơ. Tối qua con đã giả vờ ngủ say, con nghe bố nói như này. Em là số một, mình cày tiếp nha. Thằng này lắm chuyện quá ha, đàn ông nịnh vợ ấy là đương nhiên. Xấu cũng khen đẹp như tiên, kẻo không nó cáu là phiền hiểu chưa. Hình như trời đã đổ mưa, con nhìn thấy nước nó vừa rơi xong. Trời ơi, bố xả phải không? Nước gì nóng với khai nồng vậy ta? Ừ, bố đấy con à. Tại vì hấp dẫn quá mà con ơi. Cố lên một chút nữa thôi. Bố cho 50 tối ngồi chơi game. Sau khi thôn Hạ Lôi hết cách ly, nhân dân đổ ra đường ăn mừng. VTV lập tức cử ngay một nữ phóng viên đến địa phương tác nghiệp. Trên đường vào làng, cô gặp một bác nông dân ngồi trầm ngâm ở ven đường, liền xin phép phỏng vấn. Chào anh ạ, anh có thể kể cho khán giả VTV một kỷ niệm vui trong thời gian cách ly vừa qua không ạ? Bác nông dân trầm ngâm. À, đó là một đêm không trăng, không sao, trời tối đen như mực. Bà Tuất không thấy con chó vện nhà mình đâu. Báo với dân làng chúng tôi đi tìm suốt cả đêm, đến gần sáng thì tìm thấy. Hóa ra nó bị cách ly nên cuồng chân, đi nhảy mấy con chó cái. Dân làng quyết định cạo sạch lông rồi thiến luôn. Cô phóng viên nghe vậy thì ngượng ngùng nói, vâng, được rồi ạ. Anh có thể kể một kỷ niệm nào khác vui hơn không ạ? Bác nông dân lại trầm ngâm. À, đó là một đêm không trăng không sao, trời tối đen như mực. Bà Sửu không thấy con trâu mộng nhà mình đâu, rồi báo với dân làng chúng tôi đi tìm suốt cả đêm, đến gần sáng thì tìm thấy. Hóa ra nó bị cách ly nên cuồng chân, đi nhảy mấy con trâu cái. Dân làng lại quyết định cạo sạch lông rồi thiến luôn. Cô phóng viên ngượng đỏ cả mặt, gạt đi. Thôi, không kỷ niệm vui nữa. Xin anh hãy kể cho khán giả VTV một kỷ niệm buồn trong thời gian cách ly cũng được ạ. Bác nông dân vẫn trầm ngâm. À, đó là một đêm không trăng không sao, trời tối đen như mực, cách ly lâu quá nên tự nhiên tôi thấy nhớ bà dậu xóm dưới. Mụ vợ tôi không thấy tôi đâu, báo với dân làng và thế là... Này em có đói không? Anh nấu cho em bát mì nhé. Không đói. Hay anh gọt lê cho em ăn cho mát nhé. Không cần. Thế em có mỏi người không? Để anh mát xa cho. Không mỏi. Thế anh đi giặt đồ cho em nhé. Không khiến. Thế em muốn anh làm gì cho em bây giờ? Anh ra ngay ban công quỳ từ giờ đến sáng mai cho tôi. Để xem anh còn dám lên phây chém... Anh vẫn còn độc thân nữa không? Lại còn lương tháng 30 triệu nữa chứ. Anh tài giỏi quá nhỉ? Thế tôi hỏi anh, 27 triệu kia, anh cất ở đâu rồi? Hả? Ngày mới cầm lái, sếp không ấn tượng với anh lắm. Nhưng từ khi anh làm ra cát lượng trong một sự vụ, nên sếp trở nên nể trọng anh hơn. Sếp không máu gái, thế nhưng đã kết ai thì cứ say như bi. Một đợt đi công tác tỉnh tại Lào Cai, vào khánh thành một trường học do công ty sếp tài trợ, sếp đã chết với một cô gái vùng Sơn Cước. Hẹn hò, thăm hỏi, quà cáp và cả gẫm mãi, nhưng cô kia vẫn không chịu sếp. Thế rồi do sếp nhiệt tình quá, một lần xuống Hà Nội tập huấn, cô ấy đã đồng ý hẹn gặp sếp. Do chờ đợi lâu quá, sếp hồi hộp vào trận đúng lúc cao điểm thì vợ sếp lại gọi điện. Nhẽ ra bấm nút ngắt
thì sếp lại bấm vào nút nghe rồi vứt vội cái điện thoại xuống gối để mây mưa tiếp. Xong việc, sếp mới ngó đến cái điện thoại định gọi lại cho vợ thì giời ơi, cuộc nghe vẫn đang kết nối. Xanh mặt, sếp thì mộng mị, chẳng còn ai tư vấn cho cái cuộc điện thoại chết người kia nên sếp đã phải nhờ đến anh. Sau một hồi suy tính, anh đã vạch đường cho sếp, tốt nhất là anh nên vứt cái điện thoại ấy đi, coi như điện thoại của anh đã bị ai đó móc mất và cái cuộc điện thoại với những ngôn ngữ đặc biệt chết người kia sẽ là của kẻ đã lấy điện thoại của anh chứ không phải của anh. Sau đó, đưa sếp lại cơ quan, anh chạy xe về nhà sếp, gọi cửa giật giọng mà rằng: "Sáng, chị có thấy anh để cái điện thoại ở nhà không? Hai anh em đi công trình bận quá nên giờ em mới về lấy được cho anh đây." Vợ sếp từ thái độ căng thẳng, mặt mũi gân cốt đã giãn ra. "Anh em chú toàn là cái loại không có cái gì dính vào người thì mất hết. Thảo nào lúc buổi chị điện toàn thấy nó thì thào cái gì đấy. Anh định tối về sẽ hỏi tội anh ấy đây." Thế là cả xế lẫn sếp thở phào, tí nữa thì tình mất nhà tan nếu không có sự quân sư tài ba của lái xe. Mùa thu hoạch đến, lão địa chủ gian ác tuyền người làm công. Một bác nông dân đến gặp lão địa chủ. Lão địa chủ nói: "Ông làm việc cho tôi 3 tháng, mỗi ngày tôi sẽ trả công cho ông 10 kg gạo." Nhớ bài học của người xưa, bác nông dân trả lời: "Tôi chỉ cần thế này, ngày đầu tiên trả cho tôi 1 hạt gạo, ngày thứ hai hãy trả cho tôi 2 hạt gạo, ngày thứ ba trả cho tôi 4 hạt gạo, cứ như vậy ngày sau gấp đôi ngày trước trong 90 ngày." Lão địa chủ gian ác thầm nghĩ: "Cái thằng này điên rồi, nó làm việc cho mình 3 tháng, cùng lắm phải trả cho nó hết vài chục cân gạo." Lão địa chủ ngu ngốc ngay lập tức đồng ý và ký hợp đồng với bác nông dân. Kết quả, không ai có thể ngờ được, đến ngày thứ tư, bác nông dân chết đói vì 3 ngày làm việc mà chỉ được ăn có 7 hạt cơm vào bụng. Lão địa chủ gian ác nghĩ mãi, chả hiểu vì sao lại có cái thằng nó ngu như thế. Phu nhân giám đốc mặt hầm hầm đẩy cửa bước vào phòng làm việc của chánh văn phòng, ném thẳng một chiếc quần lót nữ xuống đất. "Chú không muốn ngồi ở cái ghế này nữa hả? Tôi đã dặn chú phải giám sát chặt chẽ anh chú rồi cơ mà. Sao chú lại để cho anh chú tự tung tự tác như thế này? Hôm qua, anh chú đi nhậu say xỉn, nửa đêm mới mò về, lại còn mặc cả quần lót của con má mẹ nào về nhà nữa. Chú muốn sống hay là muốn chết hử?" Chánh văn phòng mặt tái mét, mồm ấp a ấp úng: "Vâng dạ, hứa hẹn sẽ cố gắng." Đúng lúc đó, có tổng giám đốc xuống công ty, chánh văn phòng vội nhét chiếc quần lót vào túi áo vest rồi đưa giám đốc ra nhà hàng. Tiếp khách xong, chánh văn phòng đã say mềm, về nhà vật ra giường ngủ luôn, không kịp thay quần áo. Chị vợ thấy vậy, cởi áo vest của chồng ra, theo thói quen, móc tay vào túi để kiểm tra xem có phong bì hay không, liền phát hiện chiếc quần lót nữ. Chị này lẩm bẩm: "Cái lão này càng ngày càng lầm cầm rồi, nhét cả quần của mình vào túi áo, làm mất công mình tìm mãi từ sáng đến giờ." Một chị mặt mày tái mét, hớt hải chạy vào phòng cấp cứu bệnh viện tâm thần: "Bác sĩ ơi, không ổn rồi, chồng em bị thần kinh rồi bác sĩ ạ. À, anh ấy vừa mới lên cơn ghê quá." "Này, chị cứ bình tĩnh đi đã. Thế tình hình cụ thể như thế nào?" "Dạ, chồng em tự nhiên thì nhảy sổ vào bếp ôm hôn cô giúp việc, sau đó lại quay ra dùng chổi lau nhà quật lia lịa vào cái bình gas ạ." "À, bác sĩ ôn tồn nói, chị cứ yên tâm về đi. Biểu hiện như vậy không có gì là bất thường cả.
Nếu như chồng chị dùng cái chổi lau sàn quật lia lịa vào cô giúp việc trước, sau đó quay ra ôm cái bình gas, thì mới phải kiểm tra xem thế nào. Trên đời, vợ được chia thành ba loại. Loại thứ nhất, đang tốn tiền đi làm đẹp. Loại thứ hai, bóp mồm bóp miệng để đi làm đẹp. Loại thứ ba, bóp mồm bóp miệng cũng chả có tiền để mà đi làm đẹp. Trên đời, chồng cũng được chia thành ba loại. Loại thứ nhất, đang ngoại tình. Loại thứ hai, muốn ngoại tình nhưng không có gan. Loại thứ ba, muốn ngoại tình, có gan ngoại tình nhưng chả có con nào nó yêu để mà ngoại tình. Phóng viên nghe tin có một đôi vợ chồng sống lâu kỷ lục liền tìm đến để viết bài. Khi đến nơi, được biết cụ ông đã 125 tuổi, còn cụ bà cũng đã gần 120 tuổi. Cụ bà tuy đã hơi nặng tai, nhưng cụ ông thì vẫn rất tinh tường. Phóng viên lập tức phỏng vấn cụ ông. Dạ, thưa cụ, bí quyết gì để hai cụ sống thọ như vậy ạ? Cũng chả có bí quyết gì ghê gớm đâu. Chỉ là tập thể dục buổi sáng, ăn ngô thay gạo, tối đi ngủ sớm thôi mà. Phóng viên lấy sổ ra ghi chép lia lịa, rồi hỏi. Dạ, vậy nguyện vọng lớn nhất của cụ là gì ạ? Tôi muốn chết nhất. Sao ạ? Cụ nói gì thế ạ? Cụ ông lại tiếp. Vì tôi phải ăn ngô quanh năm suốt tháng. 100 năm nay chả được ngủ với ai khác ngoài con mụ vừa xấu vừa nghễnh ngãng. Nếu ông ở địa vị tôi, ông có muốn chết không?